về cái chủ đề books, và chúng ta có thể lấy chính cái tựa đề của article để làm cái tiêu đề trong cái bài article của mình. Tựa đề ở đây đó là Books We All Love. Rồi lấy chính cái này ra ha. Ở đây các bạn thấy đó là có ba câu hỏi. Xem thử ba câu hỏi này nội dung của ba câu nó độc lập hay là nó giống nhau. Chúng ta xem ha. We all have favorite books. What is yours? Câu hỏi đầu tiên, chúng ta đều có cái quyển những cái quyển sách mà chúng ta yêu thích. Nhưng để ý giùm cho cô, họ nói rằng là favorite books thì có S, đều có những quyển sách mình thích. Nhưng câu hỏi là what is yours? Chỉ hỏi về một quyển sách duy nhất mà mình yêu thích thôi. Vậy chúng ta chỉ trả lời một quyển sách duy nhất thôi các em nha. What do you love about it? Câu hỏi thứ hai, bạn thích cái gì về cái quyển sách đó? Thì thích cái gì về quyển sách đó thì các em có thể nói là thích về cái phong cách viết của tác giả nè, về văn phong này ha, hay là về cái thiết kế của quyển sách cũng được, hoặc là cái ý nghĩa mà quyển sách đó nó đem lại cho mình. Đấy thì tùy. Hoặc là nếu mà quyển sách đó là một cái quyển truyện về một câu chuyện nào đó chẳng hạn, thì các em có thể nói là chúng ta thích về nhân vật, chúng ta thích về bối cảnh của câu chuyện hay là cái diễn biến câu chuyện đó, hoặc là happy ending chẳng hạn, cái kết thúc chuyện có hậu chẳng hạn. Thì tùy các em thích cái gì thì chúng ta nêu lên cái đó. Nhưng nhớ giùm cho cô, dù câu hỏi không có nêu lên nhưng chúng ta phải trả lời ở đây là why, vì sao, thích cái gì thì nêu lên rồi nhưng mà phải trả lời là lý do vì sao lại thích cái đó. Câu hỏi thứ ba, why has it always been your favorite? Câu hỏi thứ ba này nó na ná với câu hỏi thứ hai sau khi các em trả lời chữ why, nhưng các em cũng có thể trả lời nó khác hoàn toàn với câu hỏi thứ hai ở cái việc là các em thích điều gì ở quyển sách đó, một vài cái chi tiết các em thích. Nhưng cái điều cốt lõi mà làm cho cái quyển sách đó nó luôn has always been nhé, tức là từ đó tới giờ nó vẫn luôn là cái quyển sách yêu thích nhất của mình, thì có thể là vì cái động lực mà quyển sách đó nó đem lại cho mình chẳng hạn, nó cho mình một cái động lực để mà bước qua những cái khó khăn, được mà để động lực để mà chúng ta yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn vân vân. Thì đó là cái chốt lại. Rồi vậy thì để trả lời ba cái câu hỏi này thì cô gợi ý cho các bạn một số cái cấu trúc. Cấu trúc đầu tiên về cái quyển sách yêu thích nhất, các bạn có thể dùng cái cụm từ là my favorite book is, cái quyển sách yêu thích nhất của tôi là. Nhớ như cô dặn lúc nãy đó là chỉ là một quyển sách duy nhất thôi nha. Hoặc là gì, các em có thể văn hoa hơn một xíu nếu mà bạn nào thích học thêm ha. Chúng ta có thể vòng vo từ cái việc là đọc sách, cái việc đọc sách là cái sở thích của tôi cho nên là tôi và tôi thích cái quyển nào đó nhất. Vậy cấu trúc đó là gì? Reading books is my cup of tea. Cup of tea là một cái là cái sở thích của tôi đấy. Hoặc là các bạn nói là reading book is my favorite cũng được, hoặc là my hobby cũng được, tùy. Reading book is my cup of tea or my hobby. And I love, sau cái dấu ba chấm ở bên trong cái hai cái dấu ngoặc kép, các em nêu tên quyển sách đó lên. Tôi thích cái quyển sách nào đó nhất. Các em có thể để tên của quyển sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay gì đó theo nguyên bản của cái tên quyển sách. Nếu có thể thì các em để một bên, mở ngoặc đơn ha, giải nghĩa cái tên của quyển sách đó bằng tiếng Anh. Còn nếu không thì không bắt buộc, giữ nguyên vậy cũng được. Tránh trường hợp là không biết mà giải nghĩa nó bị sai đi. Rồi hoặc là gì? Cấu trúc tiếp theo, em có thể dùng cấu trúc ở cái gà đầu dòng thứ ba đó. I'm in fond of reading books. Tức là tôi rất là thích đọc sách. Rồi sau này em có thể nói là and my favorite book is, và quý vị thích yêu thích của tôi là. Đấy, một cách vòng vo nữa ha. Rồi cái cấu trúc bên dưới cũng phải thay cho cái chữ là I am in front of hay là I like, tôi thích đọc sách, thì em có thể thay cái cụm từ là I am crazy about, fascinated by, excited about, vân vân. Đây là một số cái cụm từ để các em đọc học thêm thôi. Hoặc là một cụm từ có thể dùng trong cả văn nói và văn viết và khá là phổ biến, đó là I am a big fan of. Fan là người hâm mộ đó các em. Thì chúng ta có cái cụm từ a big fan of something hay someone, là một người cuồng về cái điều gì đó. Tôi rất là cuồng đọc sách. Ok. Rồi chắc câu hỏi thứ hai, cái điều gì khiến cho em thích về cái quyển sách? Thì như cô cũng gợi ý lúc nãy đó, em có thể thích về tác giả, cũng có thể thích về cái câu chuyện vân vân. Gạch đầu dòng thứ nhất, the attractive plot. Plot là cốt truyện.
cốt truyện ha, attractive là thu hút. Thay vì chữ attractive, chữ mà cô đang gạch chân, các em có thể thay thế bằng một số cái tính từ mà các em đã biết cái cốt truyện đó nó attractive là hấp dẫn, cuốn hút, thì có thể là cốt truyện nó thú vị, thì như chữ interesting chúng ta đã biết rồi, hay là exciting, hay là fascinating, amazing, vân vân. Từ nào biết thì chúng ta ghi vào. The characters are lovely as gì đó. Characters là nhân vật các em ha. Bạn nào cần thì chúng ta ghi chú nghĩ lại nha. Plot là cốt truyện. Character là nhân vật. Các nhân vật trong truyện thì rất là lovely, rất là dễ thương. Hay là skillful, rất là khéo léo. Hoặc là poor, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Poor, đáng thương, tội nghiệp ha. Hoặc các em có thể thích cái happy ending, kết thúc có hậu. Hoặc là văn phong của tác giả, writing style of the author. Văn phong, lối hành văn, lối viết của tác giả đấy. Hoặc là gì ý nghĩa mà cô cái quyển sách đó nó đem lại cho các em. The meaning that the book gave me. Cái ý nghĩa mà quyển truyện đó, cái quyển sách đó đã đem lại cho tôi. Ở đây một số cái từ mà cô đang gạch đầu dòng đó chỉ là một cái cụm danh từ thôi, và nhiệm vụ của em là phải ghép nó lại thành một cái câu hoàn chỉnh ha. Ví dụ ở cái mũi tên là cô đang ghép lại thành một câu hoàn chỉnh đây. I love the attractive plot most about this book. Tôi rất yêu thích về cái cốt truyện rất là cuốn hút về của cái quyển sách này. Because it makes me keep my eyes on it to follow until the end. Bởi vì nó khiến cho tôi dán mắt vào đó và theo dõi cái câu chuyện đấy cho đến kết thúc cuối cùng. Rồi ok, Đạt cô sẽ kéo lại lên phía trên cho em xem nhé. Thấy rõ chưa Đạt ơi? Ok, thấy rồi ha, em lưu lại nha. Chụp màn hình lưu lại nha. Rồi, xuống tiếp theo cái phần phía dưới này. Các bạn nào xem không rõ thì các bạn cũng lưu lại luôn ha. Rồi như cô mới nói đó, cái phần mũi tên đó là cái câu hoàn chỉnh mà cô gửi cho các bạn có thể dựa vào cấu trúc này. Nhưng nhớ là dựa vào cấu trúc thôi, chúng ta nên thay đổi các cái nội dung bên trong. Như là em thích cái gì và vì sao là em lại thích nó. Rồi ví dụ như là gì? Nếu em thích cái ý nghĩa mà quyển sách nó đem lại bởi vì nó cho em cái động lực sống chẳng hạn, động lực vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống chẳng hạn, thì em có thể nói là gì? I love the meaning that book gave me because it helped me overcome my difficult difficulties. Overcome là vượt qua, difficulties là điều khó khăn, điều khó khăn, sự khó khăn, bởi vì nó giúp tôi, nó đã giúp tôi vượt qua cái khó khăn trong cuộc đời của tôi đó. Rồi tiếp theo ha. Why has it always been your favorite? Vì sao mà nó luôn là cái quyển sách yêu thích của tôi? Thì các em sẽ bắt đầu bằng việc là em thích quyển sách này bởi vì câu, một cái câu đơn giản như vậy thôi ha. Em thích quyển sách này bởi vì, thì cái cụm từ mà tôi thích quyển sách này là cô đã giới thiệu với em ở bên trên, có rất nhiều cụm từ rồi, chúng ta thay thế để chúng ta dùng cho nó khác với lại khúc trên thôi. I'm into this book because it is meaningful, hoặc là significant, là có ý nghĩa. Cần thiết thì ghi chú nghĩa vô các em nha, bởi vì nó rất là có ý nghĩa. Cái đầu dòng đầu tiên, meaningful or significant, có ý nghĩa. Đầu dòng thứ hai, it was the birthday gift that my grandmother gave me. Bởi vì nó là cái quà sinh nhật mà bà của tôi đã tặng cho tôi. Cái đầu dòng thứ ba, it conveys, conveys là truyền tải. Message là thông điệp. Valuable là có giá trị. Cái quyển sách nó truyền tải thông điệp có giá trị tới cuộc sống của tôi. Và nhắc lại ha, conveys, truyền tải, message, thông điệp, valuable, giá trị. Quyển sách truyền tải thông điệp có giá trị
đến cuộc sống của tôi. Gạch đầu dòng thứ tư. It helps me feel more optimistic in my life. Optimistic là lạc quan. Nó giúp cho tôi cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. It helps me feel more, cảm thấy lạc quan hơn. Nó giúp tôi cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. Ý cuối cùng, gạch đầu dòng thứ năm đó. It is useful hoặc là helpful. Useful là có lợi, có ích. Helpful là giúp ích. Nó rất có ích cho cái nghề nghiệp tương lai của tôi. Future career là nghề nghiệp tương lai. Cho câu hỏi các em theo kịp không các em ơi? Nếu theo không kịp là phải nói cô liền nha. Em ơi, bạn ngồi giúp cô theo kịp không nào? Hi everyone. Cả lớp ơi, theo kịp không các em? Bạn nào mà lỡ theo không kịp hay là bị trục trặc gì đó là phải nhắn cô liền nha. Ok, cảm ơn Đạt. Các bạn khác trong lớp thì sao? Theo kịp không nào? Ok, kịp rồi ha. Rồi, câu tiếp nha. Hai mẹ các em nói là tôi rất là thích quyển sách này bởi vì nó như thế nào đó. Thì em nói thẳng như luôn. À, quyển sách này giúp cho tôi làm cái gì? À, giúp cho tôi như thế nào đó. Cho nên là nó luôn là cái quyển sách yêu thích của tôi. Help me. Sau dấu ba chấm là các em thay thế bằng cái ý ở đầu dòng dưới nha. So, it has always been my favorite. Vì thế nó luôn là cái quyển sách yêu thích của tôi. Rồi thay thế bằng các ý ở bên dưới cụ thể như sau. Ý thứ nhất, expand or widen my knowledge là mở rộng tri thức. Expand or widen, mở rộng tri thức. Nó giúp tôi mở rộng tri thức. Cái đầu dòng thứ hai, discover the surrounding world, khám phá cái thế giới xung quanh. Surrounding là xung quanh, khám phá thế giới xung quanh. Khám phá thế giới xung quanh. Thứ ba, enjoy the colorful life, tận hưởng cuộc sống đa màu sắc. Enjoy colorful life, tận hưởng cái cuộc sống đa màu sắc. Số 4, relax or unwind or let my hair down. Ba cụm từ này đồng nghĩa với nhau. Các em cũng có thể học để dùng trong speaking. Relax là thư giãn nghỉ ngơi, các em biết rồi ha. Thì unwind và let my hair down cũng có nghĩa là nghỉ ngơi. Bởi vì nó giúp cho tôi thư giãn. Giúp tôi thư giãn. Ý tiếp theo, release stress from working or studying day. Release là xả stress, xả hoặc là giảm đi. Release stress, xả stress from a working or studying day. Xả stress từ cái ngày làm việc, học tập mệt mỏi đó. Xả stress sau ngày học tập làm việc mệt mỏi. Giờ đầu dòng tiếp theo, have more informative or interesting talks with my friends. Informative là thông tin, đa dạng thông tin hay là nhiều thông tin. Interesting, thú vị. Có những cái cuộc trò chuyện thú vị và nhiều thông tin hơn với bạn bè. Ý nói là đọc sách thì có thứ để mình lôi ra để ngồi tám với bạn đó. À, có những cái cuộc nói chuyện thú vị hơn, nhiều thông tin hơn với bạn bè.
Informative là tính từ của information đó đấy em. Thông tin. Cuối cùng, enjoy the peaceful and quiet places where I am reading. Cái quyển sách này đã giúp cho tôi có thể tận hưởng được cái không gian mà nó yên tĩnh, trầm lắng khi mà tôi đọc sách. Gợi ý như vậy thôi các em ha. Các em có thể chọn lựa hoặc là viết thêm cái ý tưởng của chính mình. Nếu mà chúng ta không biết là viết như thế nào, hành văn ra sao thì chúng ta cứ việc nhắn lên trên này, cô hướng dẫn. Rồi bây giờ là thời gian thực hành. Cũng như lúc nãy ha, thực hành viết xong thì chúng ta đăng bài qua bên Padlet.